làm gì mình làm đấy thôi mà. Đấy. Ở đây và tất cả anh em đã sử dụng bằng công nghệ. À, và chúng ta đồng bộ ngay trên đồng bộ SCU và ECM. Thao tác đơn giản. Quá đơn giản đúng không? Đâu có gì đâu. Toàn bộ đấy theo yêu cầu thoát, tiếp tục, nhập kia đi. Ok chưa? Chưa, chúng rồi, chẳng qua là anh nghiệm kia. Đấy, anh em thấy rồi đấy. Bây giờ công nghệ thì tất cả những cái khách hàng đứng ở đây là các anh em đương đồng bộ SCU và ECM trực tiếp ở đây. Anh em lưu ý đấy. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng đã thành công. Kiểm tra lại SCU lại nhá, kiểm tra lại anh em, thoát ra kiểm tra lại. Rồi chào em Vũ Đình Long nhá. Và anh em đọc kia đi, từ SCU trở lại đi. Đấy, anh em nhìn thấy giao diện rất là rõ ràng trên thiết bị Motocontact, được chuyển đổi, được phản chiếu qua một thiết bị, đó là TV, truyền hình LED TV. À, và bây giờ anh em đã đồng bộ chính xác 85086878850. À, đây là anh em đường sử dụng đồng bộ SCU và ECM. À, rất là rõ ràng anh em thấy không? À, vì chúng tôi là một người khách hàng đứng từ xa. Đứng từ xa và chúng ta đã được để gì? Được biết là người thợ đấy đương thao tác trên xe của chúng ta lại trên SCU đó để kiểm tra kia đi. Tiếp tục đi. Anh em thấy bây giờ là cả công nghệ thấy khủng khiếp chưa? Và chúng ta sẽ dịch ra xem anh em đương làm gì trên thiết bị Motocontact. Và đây anh em đương trải nghiệm qua thiết bị Motocan 7 và trên thiết bị Motocontact đây. Cái pin hình như là hết, anh em lấy cái nguồn nạp đó đi. Pin trên S, trên lấy cái cục sạc. Và anh em đường thao tác trên mô hình để đồng bộ giữa SCU và ECM. Đây. Bằng trên mô hình, bằng trên xe SH. Và giờ cần cái nguồn để cho anh em đó. Ở đây trên đây là thiết bị Isuzu để hỗ trợ tất cả anh em thợ khóa. Đây là thiết bị Motocan 7 để chúng ta đồng bộ và chúng ta đọc key, làm đọc dữ liệu động cơ ABS đầy đủ tính năng. Đây anh em ơi, cấp nguồn để cho hết pin đúng không? Ok. Và hôm nay chúng tôi đều trong trung tâm hỗ trợ cho anh em bằng công nghệ hết nhé. Từ đây là đồng bộ SCU và ECM của những dòng xe là SH, BX, 0868. Đây là chúng ta đương đồng bộ trên Motocan 7 nhé. Đồng bộ nhanh. Và đây là cái công nghệ mới nhất để hôm nay đến tất cả anh em thợ là anh em đã không ngừng để gì? Để đầu tư trang thiết bị. Đây là trên thiết bị Motocontact. Ngồi đây thôi, đây là một anh thợ để chứng minh cho khách hàng. Thì đặc biệt là một nhóm anh em không cần phải làm, không cần phải coi nữa, và anh em đứng ở đây. Đấy, các bạn đứng đây là tất cả anh em học viên đứng đây để coi dưới kia anh kia thao tác. Đây là chúng ta sẽ qua một cái màn hình phản chiếu giữa một máy tính bảng và trên một cái TV, gọi là màn hình TV LCD. Và đến giờ này thì chúng ta đã là công nghệ, chúng ta không cần phải giờ nắm trên xe. Và tất cả khách hàng sẽ được nhìn nhận qua màn hình tại cửa hàng của các bạn. Và hiện nay các anh em đương ở dưới thao tác để đồng bộ SCU và ECM. Đấy, và họ đương nhập. Không 33, đây anh em nhìn thấy không rõ đây. Trên màn hình TV nhé, 0333356830.
Rồi, cái đấy chút xíu nữa anh sẽ trả lời nhá. Ok em Phạm Trung Hiếu. Và đây, đấy, cái này là đồng bộ, hình như anh em chưa đặt vào vị trí. Chưa đặt vào, đấy chết rồi. Chưa đặt vào vị trí của chân dấu cắm mà đã bấm ok. Đặt vào, không đặt vào cơm cắm thì làm sao được. Rồi, giờ đặt vào. Nhìn vào vị trí để chân dấu cắm, đặt vào vị trí để chúng ta đồng bộ. Nhập vào đã, nhập mã SMID, nhập xong hãy đặt vào vị trí. Đấy, anh em thấy rồi đấy. Công nghệ hiện nay là hầu như là không tưởng. Làm người thợ sửa chữa xe máy hiện nay thì không khác gì là một bác sĩ nha. Y chang như trong một cái bệnh viện đấy anh em ạ. Đây là những cái thiết bị dụng cụ để được hỗ trợ. Đây là những thiết bị Motoken để chúng ta thiết bị cầm tay để kết nối trên những dòng xe phun xăng điện tử. Thiết bị này thì dành riêng cho những anh em thợ khóa chuyên về hệ thống khóa thông minh Ski và trên hệ thống khóa dòng xe Piezo. Ngày mai chúng tôi sẽ anh em sẽ học đến khóa Piezo. Thì hiện nay thì anh em học thì nó cũng giảm đi rất nhiều. Chúng ta không cần phải đồng bộ bằng tay với mức độ rất là khó khăn, rất là mất rất là nhiều thời gian. Và hiện nay anh em đều dùng bằng thiết bị chuẩn đoán hết, bằng thiết bị máy móc để hỗ trợ cho việc sửa chữa xe máy hiện nay của anh em thợ. Nó sẽ đơn giản đi rất là nhiều. Xong rồi. Nhưng mà hồi nãy là cái đồ có gì sao phải xóa cái mã gì đây. Cái máy này nó nhanh không kém cái thằng này luôn. Nhanh như nhau mà. Nhanh không kém cái này. Bấm vào nó đã xong rồi. Đấy. Bây giờ anh em nhìn thấy một cái màn hình chiếu rất là tuyệt vời. Rất là ok. Khi chỉ cần thao tác là anh em đã ok trở lại. Và anh em hôm nay đã thao tác tất cả các những cái thiết bị dụng cụ như là anh em đọc kia đi thì trên Motoken CE đồng bộ SCU, và chúng ta sẽ sử dụng Motoken Tab và tên thiết bị đó là Motoken 7 để chúng ta đọc dữ liệu động cơ. Và trên đây anh em nhìn thấy rõ này, trên màn hình thì đầu tiên thì giao diện ở trên thiết bị dụng cụ để chúng ta nhìn nhận, thì đây là anh em thấy giao diện rất là đẹp và chuyên nghiệp hơn, rõ ràng hơn, chuẩn xác hơn. Chúng ta vào lập trình. Lập trình điện tử thì ở đây chúng ta sẽ kết nối trên hệ thống OBD, giả lập, kiểm tra. Và anh em sẽ kết nối OBD và chúng ta sẽ kiểm tra cái dòng xe. Rồi, xin cảm ơn anh em nhé. Công nghệ thì bây giờ là mỗi một ngày mỗi phát triển anh em ạ. Có nghĩa là cái công nghệ này khi các bạn đưa về để phục vụ vào cửa hàng, phục vụ cho khách hàng thì có sự chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Có nghĩa là được phản chiếu qua cái màn hình, qua một cái TV. Đặc biệt là những cái dòng TV đường có Smart TV, có nghĩa là có hệ thống như là bắt được sóng Wi-Fi. Wi-Fi ấy thì anh em sẽ tải cái ứng dụng về. Như chúng tôi đây này, đường có một cái ứng dụng ở trong để phản chiếu trên giữa trên Motocan, trên cái pad này, máy tính bảng này, và trên một cái TV. Và khi anh em đã được kết nối rồi thì chúng ta sẽ vào phân tích dữ liệu, đọc ghi đi đồng bộ. Thì ở trên này có hãng, các hãng này, Honda này, Piezo này, Vespa là dòng nhập khẩu này, Yamaha, SOM, Suzuki và dòng xe Kimco. Và hôm nay chúng ta sẽ thao tác trên dòng xe Honda. Thì trên đây được hỗ trợ thiết bị này, có thể là anh em mua qua bên nước ngoài nha, hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Việt toàn bộ. Và trên đây chúng ta hôm nay đến bài hệ thống Ski thì anh em sẽ thao tác, vì xe của tôi đương đọc đó là đồng bộ SCU và SM trên cái hệ thống khóa thông minh Ski. Thì trên đây là tôi sẽ chọn dòng xe Honda Việt Nam, và trên đây thao tác rất là nhanh này. Nếu các bạn muốn kiểm tra trên dòng xe như là AirPlay thì các bạn tích vào chỗ A này thì sẽ ra ngay dòng xe AirPlay này 2008, 2011, 12, 2013, 15, 2016, 17, 2018, 19, 2020 và 2021. Đây anh em nhìn thấy rõ rồi. Giao diện rất là nhanh. Thì bây giờ tiếp tục anh này đường đồng bộ dòng xe SS thì chúng ta tích vào đây dòng xe SS nhé. Các bạn chỉ tích vào đây là SS More. Chúng ta gạt lên.
2019. Chúng ta tích vào đây. À đúng rồi, SS cao hay là gì thì có sách 3330. Thì trước đây thì chúng ta sẽ được giao diện bằng trên thiết bị để điều khiển trên một máy tính bảng, trên một thiết bị nha, giao diện. Và bây giờ tiếp tục anh này anh sẽ thao tác và chúng tôi sẽ có thêm một cái mã eSIM ID đây, cái mã eSIM ID để anh em đồng bộ nhé. Anh em giữ đây, giữ cái tờ giấy này. Đấy, đây là mã ID nhá. Bảy đấy. Và chúng ta chỉ thao tác thì anh em sẽ lưu ý đây là sẽ có anh thao tác trên thiết bị và chúng ta sẽ được ngồi và được nhìn qua màn hình rộng cho nó thoải mái hơn. Đây anh em nhìn này. Và các bạn cũng giống như tôi cũng là một cái người khách hàng được đưa ngồi nhìn nhận và được xem người thợ đấy thao tác ra sao, dùng bằng công nghệ gì để mà nhanh như vậy. Đây thì các bạn đó đã đường tích vào để kiếm dòng xe gì tôi cũng chưa để ý. Các bạn đường thao tác để sử dụng SIM key. Đây SIM key. Đây trên bên trên cùng là lập trình SCU đọc kia đi từ SCU, xóa kia đi từ lưu trong SOM nhé. Cho anh em đưa vào phần lập trình SCU. Và anh em đương là để lập trình có nghĩa là đường đồng bộ không cần FOB ở bên trên đấy, anh em lưu ý nhé. Và trên đây là cái mã thẻ này, mã gốc, có nghĩa là anh em đã có được cái mã eSIM ID thì anh em sẽ nhập vào đây, nhập theo yêu cầu của thiết bị yêu cầu nhé. Chúng ta chỉ nhập cái mã vào rồi. Bây giờ là anh đương nhập mã eSIM ID 086878850. Và trên đây thì chúng tôi đã để cho tất cả anh em đường thao tác ở dưới và chúng tôi sẽ ngồi nhìn nhận ở bên trên. Chỉ trong vòng chưa tích tắc, gọi là 1 giây đến 2 giây thì chúng ta đã đồng bộ xong cái việc thao tác đồng bộ SCU với SCM. Vì chúng ta sẽ tiết kiệm trong vòng 3 giây là chúng ta đã tiết kiệm được cả đến triệu hơn triệu rồi. Và đây đội nhóm làm thao tiết rồi. Xin cảm ơn anh Phạm Minh Chính nha. Đính nha, ok. Vâng, chưa anh ạ, hôm nay là làm đến bài hệ thống SIM key anh ạ. Ở đây thì hôm nay anh em đường thao tác trên thiết bị và được kết hợp qua phần mềm Motor Data. Giống như anh lập trình cái cục này là chính con số 1 đi, anh lấy cục IC mới, cắm vô là con này nó đúng sẽ rồi, tự nhảy qua cục IC mới. Đúng rồi, là vĩnh viễn. Là vĩnh viễn, còn cái này là cục IC này là nó có mã rồi. Đây là anh em thao tác trên thiết bị Motor Data 7 nhé, đồng bộ. Tiếp tục đây thì anh em này đường thao tác đồng bộ trên Motor Data 8. Là cục IC mới, IC trắng. Tôi xin chào tất cả anh em nhé. Chúc anh em một buổi chiều làm việc luôn luôn vui vẻ và thành công.